Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong thời lượng của bản tin 24 giờ. Hãy cùng dành ra ít phút mỗi ngày để lắng nghe những tin tức nóng nhất, những sự kiện đã diễn ra trong kênh bản tin 24 giờ. Đến với bản tin ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua những nội dung chính đáng chú ý sau đây. Thưa quý vị và các bạn, mưa lớn đã khiến một đoạn dốc ở Bắc Kinh, Trung Quốc bị sập, khiến các tòa nhà lân cận bị hư hại và làm 5 người thiệt mạng. Thời báo Hoàn Cầu Global Times cho biết, vụ sập đường xảy ra vào khoảng 18:30 ngày thứ Năm tại quận Hải Điến, thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc. Đất đá từ vụ sập đường đã khiến một số ngôi nhà dưới dốc bị hư hại và 12 người đã bị mắc kẹt. Lực lượng cứu hộ sau đó đã giải cứu được 7 người. Những người này chỉ bị thương nhẹ, trong khi 5 người khác bị thiệt mạng. Giới chức đang điều tra để làm sáng tỏ nguyên nhân vụ sập đường. Bắc Kinh chứng kiến trận mưa lớn vào hôm thứ Năm, cơ quan khí tượng địa phương đã đưa ra cảnh báo sấm sét và mưa bão. Gần 70 tuyến tàu từ ga phía Tây đi nhà ga phía Nam của Bắc Kinh đã phải tạm dừng hoạt động do mưa lớn. Giới chức địa phương vẫn đang theo dõi tình hình, nếu cần thiết có thể triển khai các biện pháp như cho học sinh nghỉ học, tạm dừng dịch vụ tàu điện ngầm. Nhiều khu vực của Trung Quốc gần đây đã hứng chịu các đợt mưa lớn gây ngập lụt nghiêm trọng. Tại Hà Nam, miền Trung của Trung Quốc, đợt mưa lũ nghìn năm có một đã khiến ít nhất 71 người thiệt mạng, hàng triệu người bị ảnh hưởng. Trong khi đó, bão số 5 đã sắp đổ bộ vào một số tỉnh thành miền Đông như Chiết Giang, Thượng Hải, Giang Tô, An Huy. Các địa phương này đã sơ tán hơn 1,5 triệu người để đảm bảo an toàn. Thưa quý vị, vào khoảng 13:50 ngày hôm qua, tại làng Shaolin Zihuang, thị trấn Zihang Zawan của quận Tông Zihao, một nhà kho công trường rộng khoảng 1.200m2 đã bị gió mạnh san phẳng và những bức tường dài hơn 70m đã bị gió thổi đổ, mái nhà bị gió giật mạnh. Gió mạnh cũng cuốn bay 5 người, trong đó 2 người tử vong tại chỗ, 3 người còn lại không bị thương nặng. Chiều hôm qua, phóng viên đã vội vã đi bộ đến làng Shaolin Zihuang và làng Dashin Zihuang, nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi thảm họa. Tại làng Dashin Zihuang, dọc theo Zihangfen, gần 10 cây lớn dọc đường Zihangfen đã bị gió quật đổ. Khi cây đổ xuống đất đã đè trúng đường dây điện, cột điện bị gãy ở giữa. Một cây to bên đường bị gió mạnh quật bật gốc, thân đổ đè lên cửa ra vào và cửa sổ của khu nhà xưởng bên cạnh. Bức tường của khu nhà xưởng đã bị dập thành hố sâu khoảng 2m, nhiều ngôi nhà bị tốc mái. Phóng viên đi bộ hàng trăm mét dọc theo hu tông bên đường, cửa hàng, trang trại trồng rau và nhà cửa của người dân ở hai bên hu tông đã bị gió mạnh làm hư hại ở mức độ khác nhau. Ít nhất 10 ngôi nhà của người dân đã bị hư hại, còn phần mái của 3 căn nhà đều bằng tôn sơn bị lật. Trong một vườn cây ăn quả có tên là vườn táo gừng già, dưới những tàn cây táo lớn và những quả táo non dày đặc, giống như một cơn lốc xoáy, tấm thép màu xốp và nhựa túi đều cuộn lại, xoắn ốc lên trên. Một lúc sau, gió đổi hướng và những đồ lặt vặt đó lại rơi xuống. Bà Di Hang, một người dân ở làng Shaolin Zihuang cho biết, tôi nghĩ đó phải là một cơn lốc xoáy, nếu không sức tàn phá không lớn như vậy. Chú Chen ở cùng làng nói rằng, cơn lốc xoáy di chuyển từ phía nam đến phía bắc của làng Dashin Zihuang, nhưng nó không di chuyển theo một đường thẳng. Liên quan đến báo cáo của nhiều người dân ở Tông Zihao ngày hôm qua rằng họ đã nhìn thấy một cơn lốc xoáy, Wu O Jinlan, nhà dự báo chính của đài quan sát khí tượng thành phố nói rằng thực sự có một cơn gió mạnh đã xuất hiện ở Tông Zihao trong thời gian ngắn. Nhưng liệu đó có phải là một cơn lốc xoáy hay không? Do khu vực không có trạm quan trắc tự động, chưa có đủ thông tin, chứng cứ để phán đoán, nên chưa chắc chắn đó có phải là lốc xoáy hay không. Đêm qua, trận mưa xối xả đã biến cây cầu ở Quần Môn gãy sập trong nước lũ. 5 phương tiện đã bị nhấn chìm trong nước. Một người đàn ông đã bị mắc kẹt trong chiếc ô tô. Mặc dù đã được giải cứu, nhưng trên đường đưa anh ta đến bệnh viện thì anh ấy đã tử vong. Vào khoảng 22:20, hơn chục lính cứu hỏa mặc áo phao bước xuống nước bằng dây thừng và phao cứu sinh rồi đi về phía hạ lưu của cầu Quảng Quần Môn. Đồng thời có hàng chục lính cứu hỏa túc trực trên bờ, dùng dây thừng để đảm bảo an toàn cho những người dưới nước. 2-3 phút sau, lực lượng cứu hỏa đã tìm được vị trí của chiếc xe bị ngập nước. Sau khi buộc dây vào xe, họ bắt đầu kéo chiếc xe. Nhưng do lực lượng cứu hộ không đủ, nhiều người dân có ý thức đã cùng nhau kéo dây để cố gắng kéo chiếc xe đến nơi nước cạn. Khi chiếc xe được kéo đến vùng nước ngập thắt lưng, mọi người mới lật xe lại. Do không mở được cửa nên lực lượng cứu hộ đã dùng thanh sắt đập vào cửa kính. Sau khi phá được cửa kính, lực lượng cứu hộ đã dớn người kéo một người đàn ông ra ngoài rồi khiêng vào xe cứu thương. Theo lực lượng cứu hộ cho biết, người đàn ông đến từ Giang Tô khoảng 34 tuổi, khi được giải cứu không có dấu hiệu của sự sống. Nguyên nhân chủ yếu là do đuối nước. Sau khi được hồi sức tim phổi, anh ta đã được đưa đến bệnh viện Bắc Kinh. Sau đó, phóng viên xác minh từ bệnh viện Bắc Kinh rằng người đàn ông được xác nhận đã chết. Theo một người có trách nhiệm tại hiện trường, tổng cộng có 5 phương tiện bị ngập nước, trong đó có 3 phương tiện được kéo ra ngoài. Ngoại trừ một người bị mắc kẹt trong xe địa hình, các phương tiện bị ngập khác không có ai. Theo một nhân viên họ Cui, người tự nhận là nhân viên cứu hộ ở Đông Trang Garden cho biết, khi tôi đi bộ không xa khỏi cây cầu, nước đã ngập đến cằm, vì vậy tôi phải rút lui. Nhân viên này cũng cho biết thêm về phán đoán của mình rằng cây cầu bị ngập nước với độ sâu ít nhất là khoảng 3 mét.
và không thể nhìn thấy mui của chiếc xe địa hình bị ngập nước. Thưa quý vị, theo tin báo mới nhất, bão số 5 dự kiến đổ bộ vào Trung Quốc trong 2 ngày, ngày mai, sau khi tâm bão đi qua bờ biển phía đông của đảo Đài Loan hôm nay, sau khi gây ảnh hưởng trên khắp các khu vực của Philippines vào tuần trước và Đài Loan. Và cuối tuần qua, bão số 5 đã có khu vực mới trong tầm ngắm của tuần này. Các nhà dự báo thời tiết của AccuWeather cho biết, một phần của Trung Quốc đại lục đang cấp tập chuẩn bị để đối mặt với cơn thịnh nộ của bão số 5 trong tuần này. Bão số 5 hình thành đầu tuần trước chỉ trong 48 giờ đã mạnh lên thành cấp siêu bão. Theo Trung tâm Cảnh báo bão Liên hợp của Mỹ, CTWC, mặc dù bão số 5 đã suy yếu và không còn được gọi là siêu bão sau khi tương tác với Đài Loan, các nhà dự báo nói rằng cơn bão này sẽ vẫn gây hậu quả nặng nề. Tính đến sáng nay theo giờ địa phương, tâm bão số 5 đã nằm trên biển Hoa Đông, phía đông bắc của Đài Loan. Theo cơ quan khí tượng của Nhật Bản, CMA, bão số 5 đang di chuyển về phía bắc với tốc độ khoảng 20 km/h. Sức gió duy trì trung bình trong 10 phút của bão số 5 là 143 km/h, có nghĩa là nó tương đương với bão cấp 1 trên thang dò bão Stanford-Simpson. Nhà khí tượng học cấp cao Jason Nishon của AccuWeather cho biết, bão số 5 sẽ giảm cường độ khi nó tiếp tục di chuyển về phía bắc và sẽ đến vùng lân cận của Thượng Hải vào cuối ngày hôm nay theo giờ địa phương và sẽ dừng lại ở gần hoặc ngay phía đông của Thượng Hải vào 2 ngày tới. Các nhà dự báo của AccuWeather nói rằng tác động đáng kể nhất đến Trung Quốc đại lục từ bão số 5 sẽ là lượng mưa lớn. Mưa lớn và lũ lụt sẽ là mối lo ngại trên khắp các tỉnh Giang Tô và Chiết Giang từ ngày hôm nay đến 2 ngày tới. Nichon cảnh báo lượng mưa trên diện rộng từ 80 đến 150mm được dự báo sẽ ở khắp các tỉnh Giang Tô và Chiết Giang. Lượng mưa cao hơn 250 đến 350mm có khả năng xảy ra dọc theo các khu vực ven biển phía đông, nơi gần bão số 5 khuấy động. Thành phố Thượng Hải, nơi sinh sống của hơn 26 triệu người, được dự báo sẽ có lượng mưa trên diện rộng từ 150 đến 250mm do bão số 5 từ ngày hôm nay đến 2 ngày tới. Tuy nhiên, các chuyên gia của AccuWeather cảnh báo rằng, nếu một dải mây mưa xối xả tràn vào khu vực, tổng lượng mưa cục bộ có thể đạt tới 350mm. Lượng mưa ở cường độ này có thể gây ra những vấn đề nghiêm trọng cho thành phố lớn nhất của Trung Quốc, nơi cũng là một trong những trung tâm vận chuyển nhộn nhịp nhất trên thế giới. Bất kỳ sự chậm trễ nào trong hoạt động thường ngày do hậu quả của cơn bão có thể gây tổn hại không chỉ cho nền kinh tế của Trung Quốc, mà có thể ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu trong một thời gian. Ngay cả trước khi cơn bão tiếp cận các tỉnh Giang Tô và Chiết Giang, bão số 5 đã khiến việc đi lại và giải trí bị gián đoạn. Tất cả các chuyến bay sau sáng nay theo giờ địa phương đã bị hủy tại sân bay quốc tế Phố Đông và Thượng Hải, tại sân bay quốc tế Tiêu Sơn, Hàng Châu. Các khu vực của Trung Quốc đã nâng cảnh báo khẩn cấp về bão lên cấp độ 2 màu cam, cấp nghiêm trọng thứ 2 sau cấp độ nghiêm trọng thứ nhất là màu đỏ, trong khi các cảng ở Chiết Giang sẽ tạm dừng bốc rỡ container rỗng. Sau khi các dải bên ngoài của bão số 5 đến phía đông của Trung Quốc vào sáng nay, các tác động đến khu vực này có thể bao gồm gió mạnh từ 120 đến 160 km/h trực tiếp dọc theo bờ biển. Bão số 5 không phải là cơn bão đầu tiên trong mùa được dự báo sẽ gây ảnh hưởng đến khu vực này của Trung Quốc. Bão số 4 đã ảnh hưởng đến Thượng Hải vào cuối tháng trước trong năm nay và di chuyển chậm tương tự như những gì được dự báo với bão số 5. Bão số 4 đã mang lại lượng mưa kỷ lục cho khu vực ở Trung Quốc vào đầu mùa hè này. Tuy nhiên, sự so sánh giữa hai cơn bão chỉ dừng lại ở bản chất di chuyển chậm của chúng. Đường đi của bão số 5 khác với đường đi của bão số 4. Bão số 4 đã đổ bộ gần thành phố Chusan và đổ bộ vào đất liền trong vài ngày. Trong khi đó, bão số 5 có khả năng sẽ giảm tốc độ và dừng lại ngay ngoài khơi bờ biển của Trung Quốc cho đến giữa tuần, trước khi tăng tốc trở lại và bắt đầu đi theo hướng đông. Với đường đi về phía đông này, hệ thống bão tồn tại lâu này sẽ nhắm đến các khu vực của châu Á vào cuối tuần, có thể gây ra mưa lớn, nguy cơ lũ lụt ở Hàn Quốc đến Nhật Bản từ ngày Chủ nhật đến thứ ba tuần tới. Thưa quý vị khán giả, lũ lụt và mưa lớn ở miền Nam và miền Trung của Trung Quốc đã khiến 31 người chết và mất tích, buộc hơn 245.000 người dân phải sơ tán. Theo Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc, lũ lụt và mưa lớn đã ảnh hưởng đến khoảng 3,6 triệu cư dân của nước này, chủ yếu ở tỉnh Hồ Nam và Quảng Tây. 254.000 người đã phải sơ tán và 1.450 ngôi nhà đã bị phá hủy, thiệt hại vật chất ước tính lên tới 650 triệu USD. Thứ trưởng Bộ Tài nguyên nước Ji Jian Chun hôm qua cho biết rằng mặc dù mưa lớn gây thiệt hại tập trung ở tỉnh Hồ Nam, khu vực Quảng Tây, song giới chức đang theo dõi tình hình thời tiết tại thành phố Vũ Hán, nơi tâm chấn của đại dịch COVID-19 3 năm trước đó. Ngành du lịch của Quảng Tây vốn đã chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19, thì nay lại phải chịu tổn thất thêm từ mưa lớn và lũ lụt. Các thị trấn du lịch vốn nổi tiếng với phong cảnh hữu tình nay đã trở thành biển nước lũ, buộc du khách phải sơ tán bằng bè tre. Hơn 1.200 khách sạn, 35 điểm du lịch, 5.200 cửa hàng đã bị thiệt hại vì lũ lụt. Tại khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây đã có 10 người thiệt mạng và 2 người mất tích sau khi nhiều ngày mưa lớn. Tính đến tối thứ Tư, ước tính gần 1,37 triệu người ở tỉnh này đã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, trong đó có 213.500 người đã phải sơ tán tới nơi an toàn. Tại tỉnh Hồ Nam, miền Trung của Trung Quốc, ít nhất 15 người chết trong các thảm họa do mưa lớn. Ước tính có hơn 360.000 người tại 22 huyện thị của tỉnh bị ảnh hưởng do mưa lớn kéo dài. Trong khi đó, 13.000 người đã được sơ tán và nhận hỗ trợ. Tại tỉnh Quý Châu, Tây Nam của Trung Quốc, mưa lớn đã khiến 12 người mất tích và thiệt mạng. Kể từ đầu tháng, mưa lớn đã trút xuống nhiều nơi ở miền Nam của Trung Quốc. Mực nước của 120 con sông đã dâng lên mức cảnh báo lũ.
Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc dự báo mưa rông sẽ còn tiếp diễn ở một số khu vực của tỉnh Hồ Bắc, Hồ Nam, Giang Tây, Chiết Giang, Phúc Kiến, Trùng Khánh, Quý Châu, Quảng Tây và Bắc Long Giang. Trên đây là những thông tin tổng hợp chi tiết những nội dung nổi bật trong ngày của bản tin 24 giờ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi tới cuối video này. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận phía dưới để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời hồi đáp. Kính chào quý vị và hẹn gặp lại!